kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 22 tháng 2 năm 2022, kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật tình hình giá mít Thái tại các tỉnh miền Tây để bà con mình tham khảo. Trước tiên, kênh xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Quay trở lại tình hình mít Thái ngày hôm nay, thì thưa với quý bà con, không chỉ mít Thái mà những loại nông sản khác cũng tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình hình xuất khẩu. Cho tới chiều ngày 20 tháng 2 thì theo thống kê thì là đã có khoảng gần 8.000 xe container bị ùn ứ tại các cái cửa khẩu xuất khẩu sang Trung Quốc ha bà con ha. Thì riêng Lạng Sơn là đã ngừng tiếp nhận phương tiện từ ngày 17 rồi, từ ngày 16 rồi. Đó, thì các tỉnh thành khác thì hiện nay cũng đang nằm trong gọi là vùng vàng, vùng đỏ, vùng cam. Đó là những cái gọi là những cái mức độ ùn ứ đó bà con, chứ cái này là không phải nói về dịch bệnh nha. Mà cái này người ta phân loại là những cái khu vực này là bị ùn ứ nghiêm trọng hay là ít nghiêm trọng hay là thông thoáng. Thì hiện tại thì hầu như vùng nào cũng đang là, cửa khẩu nào cũng đang là ùn ứ khá là nhiều ha bà con. Chỗ nào cũng là cũng gần cả ngàn xe rồi, có chỗ thì vài ngàn chiếc. Tổng cộng là tất cả các cửa khẩu hiện nay là khoảng gần 8.000 chiếc cho tới ngày 20 nha bà con nha. Bữa nay là 22 rồi đó, cho nên là giải quyết thủ tục thông quan rất là chậm luôn. Thêm nữa là ngày hôm nay là phía Trung Quốc sẽ đóng cửa khẩu ở Kim Thành ở Lào Cai, bởi vì là phát hiện một ca nhiễm Covid từ phía bên Trung Quốc đó, cho nên là đã đóng cái cửa khẩu này lại để kiểm soát dịch bệnh, nên là sẽ còn ảnh hưởng rất là nhiều đến cái thị trường nông sản của người Việt mình. Thì thôi, hiện tại thì giá tất cả các loại nông sản đều bị ảnh hưởng. Bà con cố gắng nắm thông tin để chúng ta mua bán làm sao cho thuận lợi và hợp lý nhất trong thời điểm này nha bà con nha. Hôm nay giá xuống thấp ha bà con. Ở Tiền Giang kem lớn 12, kem nhỏ 2. Ở Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp và cả Long An cũng như là Sóc Trăng nữa, thì kem lớn 11, kem nhỏ, kem lớn 12, kem nhỏ 2. Có nơi thì là kem lớn là 11, kem nhỏ có 2.000 thôi nha bà con nha. Đó, thì cái này cũng tùy nơi, bà con lưu ý giá này là giá nem thương lái cắt tại vườn. Tuy nhiên là do là số lượng mà ăn hàng tại thời điểm này là nó phụ thuộc vào vựa. Cho nên ví dụ vựa họ ăn nhiều thì ngày hôm đó nem thương lái đi cắt nhiều giá cũng tốt. Còn nếu như mà họ ăn ít mà số lượng ít nữa đó, thì anh em thương lái đi cắt cũng phải cầm chừng rồi xem giá như thế nào. Đó, cho nên chắc chắn sẽ có một cái sự chênh lệch nha bà con. Thị trường hiện nay bất ổn định cho nên bà con thông cảm. Rồi, bà con nhớ nắm giá ngày hôm nay. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.